Thông tin từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, tới đây, Trung tâm xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu thiết bị giám sát hành trình sẽ thống kê vi phạm của từng loại hình vận tải như tuyến cố định, xe hợp đồng, du lịch, xe buýt. Theo đó, hàng ngày sẽ công khai 10 địa phương, 10 đơn vị vận tải có số vi phạm cao nhất lên phương tiện thông tin đại chúng. Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thời gian tới sẽ có nhiều nội dung, văn bản, quy phạm pháp luật được nghiên cứu sửa đổi để các lực lượng chức năng có thể xử phạt vi phạm hành chính thông qua các dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình. Cùng đó, phần mềm xử lý dữ liệu sẽ phân tích vi phạm theo từng loại hình vận tải như tuyến cố định, xe hợp đồng, du lịch, xe buýt sẽ được hoàn thiện. 10 địa phương, 10 đơn vị vận tải có số lần vi phạm cao nhất sẽ được tổng hợp hàng ngày và công khai trên báo chí. Để trung tâm giám sát hành trình hoạt động hiệu quả, bản đồ số sẽ được cập nhật lên hệ thống để tiếp nhận dữ liệu lắp đặt trên phương tiện theo lộ trình. Đặc biệt là cập nhật các biển báo và khu vực giới hạn tốc độ cho phép, hành trình của các tuyến vận tải hành khách cố định để giám sát và xử lý xe vi phạm. Không chỉ thế, những xe không truyền dữ liệu hoặc tự ý tắt hoặc sử dụng thiết bị phá sóng cũng sẽ được nghiên cứu để xử lý được.